Thưa quý vị, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành phố để chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu và xấu hơn. Tất cả các bệnh viện hạng 2, hạng 3, tức là ở tuyến huyện và tương đương, buộc phải thiết lập hệ thống oxy trung tâm, chuẩn bị các giường hồi sức. Các bệnh viện tuyến tỉnh thiết lập tối thiểu 50 giường cấp cứu hồi sức tích cực để điều trị bệnh nhân nặng theo phân tầng điều trị. Ngoài ra, Bộ Y tế thành lập các trung tâm hồi sức tích cực trung ương tại các khu vực. Về việc đảm bảo luồng xanh cho vận tải, lưu thông hàng hóa, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, một trong những ách tắc nhất liên quan đến yêu cầu lái xe, người đi trên xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, mỗi địa phương có yêu cầu loại xét nghiệm khác nhau, thời gian hiệu lực. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế chấp nhận kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR và xét nghiệm nhanh do tất cả các cơ sở y tế từ cấp xã trở lên xác nhận. Kết quả có hiệu lực trong 3 ngày. Bộ Y tế hướng dẫn các cơ quan y tế, Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra dọc các tuyến vận tải để có thể bố trí thêm các điểm thực hiện xét nghiệm nhanh, kiên quyết không để ách tắc hàng hóa, giao thông. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các địa phương, đoàn thanh niên bố trí điểm xét nghiệm nhanh tại các điểm nghỉ đường dài.